Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại thử một con game mới. Game này là Sand of Hauga. Thì tôi cũng chưa biết game nó là gì đâu. Chúng ta sẽ coi qua cái trải nghiệm đầu tiên của game này luôn. Coi thử cái trailer nha. Bạn cần phải hiểu. 2 phút coi cái trailer hả? Cái này góc quay cận cảnh nên là cái đồ họa test FPS nó chưa được chi tiết cho lắm. Đây. Chỉ là mới cảnh như đi thôi. Là một con game action hành động 2D góc nhìn trên xuống. Tôi nhìn thì có vẻ là độ khó khá là cao đó. Chắc là có yếu tố Soulslike hay action hack and slash là chủ yếu. Không biết mà có cái thẻ Goguelike không. Soulslike đây, action RPG nhập vai đây, stylist, phong cách đồ họa không có Goguelike hay là Goguelike gì cả. Nó có độ khó cao nữa nè. Chết tôi rồi. Đồ họa thì nhìn mà cái thể loại stylist nên cũng tương đối là đẹp đó. Nhưng mà tên là có chữ xanh nhưng mà sao? Cát hào quang á. Cảm giác nói về cái dòng cát mà trong Hoàng tử Bà Tư. Game này thì mới ra mắt vào khoảng là 1 tháng trước thôi. Tháng rưỡi trước thôi. Cũng còn rất mới nha, nhưng mà lực đánh giá thì rất là kèo nè, 363 luôn, gần 500 rồi. Giảm giá thì cũng từng giảm một lần rất là sâu. Trước đó thì đã Early Access kéo dài khoảng 2 năm, thì gần như là đúng 2 năm sau họ ra phiên bản đầy đủ luôn. Rất là giữ lời hứa nha. Rồi, vô thử game coi nó làm sao. Game này có vẻ độ khó khá là cao đó, nên xác định ăn hành. Anh em nào thích mấy cái dòng 2D mà góc nhìn xuyên xuyên xuống giống kiểu đi alo rồi có thể thử qua con game này. Mặc dù nó là tương đối khác một chút, BOE đồ chẳng hạn. Ừ, hy vọng nó đừng quá khó thôi. Option. Chúng ta đến Enter. Máu của quân địch, đâm quân địch, cái này chắc là nên bật rồi. Ngược camera thì không. Video. Gọi nhẹ nhẹ thôi, máy em yếu xìu anh ơi. Thôi, tốt nhất là mình chưa nên bật đâu. Khi nào mà thấy mà khó quá thì hả bật. Lóc khoảng 90 là được. Shadow thì tôi khá là không thích cái này nên Medium thôi. Điều khiển chúng ta có nút F là nút tương tác nè. Chuột phải là đỡ đòn hả? Ok. Có nút nhảy luôn nha, có nút lăn né luôn. Đổi vũ khí là chuột giữa hả? Tôi sẽ để hình nút bên hông. To cái này. Chỉnh lại. Đây, nó về 90 luôn, rất là ổn áp nha. Này nốt bao là sao ta? Kinh chô cộng chuột lên cộng chuột xuống lăn đi, xoay cầu dôm là sao? Rồi, chọn đại đi. Chúng ta cái giao diện menu rất là đơn giản luôn, nhìn đúng là cát chứ cát không rồi. Đây vẫn là một con game indie nha. Rồi tầm này đi. Ô có ganh đúng không? Ủa được 2 cái vậy, này được này cái nè, cái đi. Da thì màu này được rồi, kiểu tóc. Tóc này luôn, màu tóc chắc màu trắng. Gầu, gái gú gầu cái gì? Không có gầu sao có màu. Vũ khí khởi đầu mình có là trọng kiếm nè. Thương nè. Song kiếm nè. Cái này kiếm đôi hả?
Cái này kiếm thường. Thường đi. Đừng quên update những cái trang bị của bạn. Mở thử cái FPS tí nha. Coi nó hoạt động chân chu mượt mà không. Cát đã là corruption unburies its subjects. From such bountiful seeds, this world has reaped only entropy, chaos, and night. Chưa vô game đó à. Cái này giống cái đoạn đầu Zalo hả? Khả năng cái em gái mà bị dây xích nãy á, chúng ta sẽ đi đến đó giải cứu để xử lý cái dòng cát đang bao trùm cái Trung Quốc này. Thì cốt truyện chỉ mới phôi cái tình tiết ban đầu vậy thôi, chứ chưa có tiết lộ thêm cái gì nhiều. Đây chúng ta đây. Có cái thành tựu đầu tiên, FPS vẫn rất là mượt mà nha. Đồ họa cũng là rất là dễ nhìn đó. Option gameplay phải không? Ủa sao không có chỉnh đồ họa trong đây? Tôi định tăng nó lên thêm tí nhưng mà ẩn đi. Mình vô menu là không được chỉnh đồ họa nữa hả? Vẫn còn rất là nhanh. Rồi ok, chúng ta có cái điểm thờ đầu tiên. Nhấn cần chô chuột chữa. À đây. Đây là những cái tutorial thôi. Mình đứng vô đây nó sẽ hiện. Nó nhảy. Ship là lăn. Ok. Tab để mở cái kho đồ của mình lên. Mình có là cái mũ nè. Kiếm găng tay. Cái này là cái bàn tay, còn cái này là cái gì ta? Cái này là vũ khí cầm tay, giống phải là bàn tay. Cái này mới là găng tay nè, cái này chân nè. Chỉ số gồm có là máu giáp. Máu giáp. Cái này là xuyên giáp. Chí mạng Hunter là dạng như tốc độ á. Cái này đâm phép. Cái này đâm đặc biệt. Bên này là chúng ta có mấy cái là dạng như chỉ số tấn công nữa không? Chưa có cái nào cả. Này chắc dạng như mấy cái cổ ngữ thôi. Well, you may not be the most striking in Starspire, but you're always reliable. Good to see you, Knight to be. Có lòng tiếng voi ái to đâu. Cũng vẫn chỉ chất lượng phết nó chứ. All Starspire will immortalize you in legend and song. The almost sao đổi tên là Laser không được đặt tên khác à? When we so needed it most, and the dashing mentor Lawrence was most certainly integral too.
check your journal for our needs, but no, I'll be here to talk if you'd like. Thôi, không cần hỏi cốt truyện nữa đâu, chúng ta đi luôn. Gõ chuông được không? Rồi mở cửa đi. Phải tương tác với cái này, tương tác với cái chuông này để bắt đầu xếp game. Hiệu ứng đầu FPS đầu cũng đảo ha. Rồi lên đây làm gì? Nhìn gì? Ở đây thì mình trời, làm cái tiếng mà rất là ngầu. E, mình dùng E thì sẽ tốn cái gì? Một, hai, ba, bốn, năm. Combo của mình là 5 đòn. Cảm giác đánh cũng mà đã tay phết chứ. Đòn đánh rất là có lực luôn. Nghe đùng 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 luôn. Sao đồ không tự nhặt mà mình phải nhặt nó. Mình nhặt được cái găng tay nè. Hai cái này khác nhau cái gì? Cái này là mình đeo vô cái bàn tay này hết. Và cái này dạng khảm đá vô thôi. Cái này là viên ngọc nè. Mình hơi khảm vô bàn tay nè. Khảm không? Khảm sao? Đấy, khảm rồi. Chúng ta được cái giáp 6%. 104. Trời, trong đây tối thui gì trời. Hay hết. Cất đồ vô ông ta. Đâm sau lưng. Dạ. Chưa gì mất nữa cây máu này. Chí mạng liên tục chưa ta? Chí mạng là cái đâm màu vàng phải không? Chúng ta chỉ được tiền thôi. Một cái quyển sách về lửa, sách phép lửa. Đứng ở cái bàn mà lửa thì nhấn G để đặt tiêu. G không tới dụng, chắc là phải học. Có thể bán được 150 yên. Chắc là cái này. Bây giờ mình có cái quần rồi nè. Cái quần này có một tổ khảm vừa cho nó luôn. Đã học được cái phép lửa. Cái quần mới của mình thì 5 năm với một cái phép. Cái set bonus của nó là cái tên là Warm Fan. Bộ này cái set bonus của nó là hai cái nên được cộng dồn là đã mình nhận vô 15% cho một giây. Giảm 12%. Cũng có đi nhầm đường nào không ta? Đây đây, thương nhân hả? Nói chuyện được không? Ah, dear knight to be. Your presence warms my soul, but not a creaking thing for my fingers.
And that fire, it's left us with all this. An entire river of runoff. Ash and uống nước dưới cái sông được không? Không thể. Ash and debris aside, the water carries the corruption. Uống vào bóng tối chiếm linh hồn gì gì đó. Holding out hope that I can salvage something from the church above in this runoff. Nhìn vét cái ba lô kìa. We lost a lot of men. Stay safe as well. And don't forget, use your bells if you're in need. Chưa dưới lên nữa cây rồi. Cất đồ vô. Trời ơi, giờ mới biết. Chết luôn. Hóa ra là đỡ đòn chỉ đỡ được chút xíu thôi. Rồi ok. Tụi tôi ghi ồ mà vẫn chết được. Đó, mất sạch toàn bộ à. Cái này không phải pha ghi mà nên đỡ đòn thôi. Sao vậy ta, cái thăm minh pha ghi nó ngắn tẹo à. Thử lại vài lần nữa mới được. Cái này dạng là, ủa, nó là cái siêu chứ không phải pha ghi. Bên này còn đường nữa nè. À, chắc phải xong tutorial nó mới mở cửa cho mình đi. Thử pha ghi vài cái nữa mới được. Vẫn mất máu nè. Vẫn mất máu. Rồi nó chết luôn kìa. Thôi, mình thì té không ta? Té luôn. Vậy là đi mấy cái chỗ này phải cẩn thận. Rồi, bây giờ nãy giờ thử thôi. Bây giờ chơi thiệt nè. Game này cũng không có mà lock target nữa nha. Ủa? Vậy là mình phải đi nhặt xác này hả? Thôi rồi, mất hết trên toàn bộ trang bị nãy giờ của mình rồi. Đống đồ, đống tiền gì mất sạch vậy này. Game này mà bị quái nó vây vô là thốn liệt. Nó sao mình lại có sách lửa ở đây ta? Ủa đường nào vậy? Máu này có cách nào hồi máu không?
Rồi không có xác của mình ở đây luôn. Thôi coi mất sạch trang bị à. Ở ông vẫn còn trang bị nè, đâu có mất cái gì đâu. Cái chuông sàn sao ta? Phải. Ở giờ nó cho mình đi đâu. Thì đến vị trí này lũ đảng thế. Vậy cái này là cái phone nó ngay đây thôi. Trời ơi mất sạch toàn bộ nữa. Cũng hên là giữ được đồ. Ủa sao lúc này không đánh được. Thôi đi luôn đi. À có nút quy để hồi máu nè. Ok. Chí mạng liên tục luôn chứ. Hay là do vũ khí này nó mạnh. Giờ thì không chí mạng cứu nào luôn. Đường bên đây thì có cái gì? Được. Không phải. Vẫn là một cái đường đi nữa. À cái chỗ này phía trên cái chuông. Đi đúng vòng quay lại đây thôi. Còn cái đường bên trái bên đây, đi thử cho biết luôn. Ồ, một cái gương. Ấy. Mình hồi máu là tốn bằng cái chuông này hả ta? Cái này dạng như cái chìa khóa gì thôi.
Cái này cũng 30 đam, cái này cũng 30 đam luôn. Hay là lấy lốc ta. Rồi lấy công đi. Rồi hết hồi máu được luôn rồi đó. Từng con thôi. Chúng ta có cái gì đây? Được cái áo. Đủ bộ chưa ta? Bộ mình mới chỉ có 3 món thôi. Không 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 không. Vậy là đồ xịn nó mới đủ 6 lót này để mình lắp. Bây giờ đi đâu nữa đây? Kêu quái gì vậy? Ôi quái thiệt. Lửa, game lửa. Nó để đồ ngoài đó, nó dụ mình ra cái nó bay mình luôn. Cửa vẫn chưa mở. Rồi ơi, đi ra chỗ này nãy giờ 4 lần rồi đó. Cay nha. Giết luôn. Em nào muốn đánh con ngải không? Hồi máu không hồi đầy được nữa. Ôi 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 ôi
Ôi ôi, mũi. Cái đó là kỹ năng. Ủa, nó pha ghi được đóng băng không kìa. Rồi nó pha ghi từ sớm lắm, không phải là cái đòn đánh nó gần chạm vào rồi nó mới bật như tôi. Rồi gớt lại 10 điểm. Sao thấy đường này thấy hiu hiu vậy? Cần phải có cái cây rìu đập đá. Được cái nón chắc đủ bộ 4 cái đó. Rồi mình nên khảm cái gì vô. Vô đây rồi sao ta? Nó có cái lock trên này nè. Phải đi nói chuyện với thằng nào đó nó mới mở. Trời, cửa phải mở từ bên đây nữa. Đó, bây giờ mình quay lại chỗ này mình xếp game nè. Game nãy giờ tutorial thôi. The door, isn't it? The Forsaken, well, minus a few arcane hoops in need of jumping, it's quite simple, really. Grand temples like this one were made so the kingdoms of man would bow before stone effigies and present off. What? Đây có gương nữa. Trời ơi. Nãy giờ đánh như chóp xác nhá.
Nhìn nó chết mà nó hả họng, cái lưỡi nó quắc quắc. Hai đường rồi, giống thịt khác cái gì đâu. Chỗ này gốc bớt à. Well done, knight to be. Mới xong cái đoạn tu vô thôi. Behold, the reason Starspire will never dry up. This cistern is... No. Ủa, ông già ông bay luôn chứ không đi vậy. Lysis, no. No, no, dết dết cái gì. Chữ nhiều quá, biến độc quá. There, in the water. Đây là nước bị nhiễm độc thôi. Trời ơi, đến boss rồi. Đúng là sâu lai thiệt. Ông tự lo được không? From the waters. To arms. Mày chết rồi, ông gục bay. Cái gì? Whatever that creature was. Nó mày à, thằng bác á. We must drain the reservoir. All of the water. Chia đồ cho ông này, ông lấy không? Nước rút xuống, chúng ta có đường đi. Sao có cái viên thứ hai rồi trên xuống này nó lại không sáng đâu.
một đống đồ chơi luôn nè. Cái này có cái số 4 ở đây là sao ta? Hình như là giá trị vật phẩm không? Chỗ nữa mà lắp. Những cái chuông nhỏ thay cho cái chuông bự hả? Mình đủ bộ 4 món này. Khi lăn thì giảm được 25% đam. Máu lên được 79. Giờ mình đi đâu? Xong cái điện thoại nó rút được nước xuống. Hai ông bà già đi từ từ thôi, đợi với thôi. Trời máu nó mà nhớp nháp nguyên cái đường đi luôn cơ. Bữa cháo với hai cụ ơi. Rồi cái hang động này. Lửa làm cũng đẹp quá ha. Effect lửa như thế này rất là đẹp luôn. So, listen closely. There might be more corrupt beasties lurking about. No one's getting by us. Aye, prevention. So the Knight of Starspire was wounded in a fight against a great beast of corruption. There are people out there who would see the. Heed my words. Ủa nhà hả nhà ai? Nhà mình đây là nhà ai? No blessings to offer without the Book of Lysis is loved in this home, but your fancy words won't do much here, priestess. You I'll take my leave then. Vô nhà ta mở gương đút đồ. Bị phá rồi. Phòng gì mà nó tối tăm ẩm thấp dữ vậy ta? Khỏe chứ cô? Galena, be kinder to the new priestess. She's trying.
There you are. To the east, you'll find the grotto. Đi về hướng đông á. Mình sẽ tìm Grotto. Trong nhà của Sabe Tupi. Sits on the only clean aquifer in all of Ptolemel. Sail well, and if you have questions, I'm here. Lay back. I hope all you've come bearing is questions. So, what say you? Mình đã trở thành kỳ sĩ âm lành bây giờ, phải không? If it were up to me, and then we'll be equals in this. He's an ancient one, has a deep connection to Ptolemel. Thôi, nói nhiều quá. Utter fool you are, Lawrence. Map kiểu này thì coi kiểu gì? Nói chuyện với một thành viên ở nhà thờ bà này là được không? Ủa, dần đi hết à? Chào nhóc. I'm Will Shine, you're becoming a knight and all. If the true test of a hero. Craig, yes. You, sir knight, have made an ally today. May we stand in battle together. You'll have to go round. Some bellwether. Phải có chìa khóa mới vô được. Cho anh thôi. Để có đường đó nào. Này dạng như cái giếng nước vậy. Ở dưới nó có cái gì vậy ta? Sandworm. Đâu 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 đâu. Châu cát đâu. Ah, night to be. If you're looking for wares. Giá 100 mình có 1.900 lận. Năm ngàn. Ủa? Hồi nãy tôi nhớ tôi chọn cái đắt thương mà ta. Mua cái này được không? Cảm thấy phí phí tiền đó. Travel well, young knight to be. Allude, Knight of Starspire. But seeing how you played such an int. Nhà cửa bên này thiết kế cũng ngộ ha. Những cái nhà này à, có đường lên đây đây. Nhân vật của mình mặc bộ đồ xấu dữ thiệt. With Lysis, knight to be. Now, what am I? Điều này có thể đổi nhập vai nữa nên anh em đi trò chuyện với các nhân vật không chừng có thể là mở được nhiệm vụ mới đó. Bây giờ đang rất là thiếu nước rồi. Các anh chàng ngập cái khu này rồi, giống con mà. A
Nhìn đường núi vút sàn nhé. Look, you can do what you want. I won't mention it. Vô đây không chừng mình đeo được mấy cái trang sức trang bị á. Ý dạ. Ủa mở chưa? Đang mở mà. Mở trong này nó trâu bả ra luôn á. Trời ơi, nó đập đúng một hit một. Mất luôn 2000 hả? Trời ơi, toàn được rồi, toàn bộ gia sản. Nãy mình xếp ở đâu ta? Không lẽ là ngay cái chỗ này? Dưới đó có cái chuông đó kìa. Thôi tí nữa đi. Đi lấy đời đồ hả sếp? Có khi mình chưa đủ trình để đi vô cái mà chỗ đó đâu. Walk with Lysis, night to be. Đâu đâu đâu. Quá đông rồi. Không lụm nơi được đồ rồi anh em ơi. Rồi nó chém. Cày cú. Chắc phải đi tìm thợ rèn hay gì đó để nâng cái vũ khí lên đó. Hai ngàn tiền của tôi để dành từ đầu game đến giờ. Rớt xuống cát cũng chết nữa. Đủ đạn cái chỗ này nó sinh ra chỉ để xếp game thôi.
Này là cái hang đầu tiên mình đi ra rồi. Come take a look. Surely some. Mất sạch tiền rồi, phụ ơi. Travel well, young knight to be. Chữ cái này là nào cần tiền người bán. Nhưng mà nâng cấp thì đi đâu nâng cấp bây giờ? I thought I'd find water, but no. What am I saying? Allude, old friend. Well, you just set right off and get yourself a fancy signet. I've got my eye. Gì là nó buộc mình phải vô đây rồi? No. Khó gì? Sao mà đánh nổi? Bắt buộc mình phải đi vô đây để giải quyết cái chỗ trong này. Bên dưới có chỗ gì đi không ta? The least thing a knight should know is how to use a forge. Take this glint. Ủa, quét làm gì? While the iron is still hot. Trong khi sắt vẫn còn nóng. À đây. Đó nâng lên thì mới đánh được chứ nó đam lên một khúc nè. Thiếu cái bụi hả? Vũ khí của mình là cái đòn đâm. Là cái này đây. Không hiểu cho lắm. Tiền mất sạch trên trời thiệt, độc ác với nhau vậy. It's proper technique that makes a forge sing. Sweat on behalf of all of us, I sweat on behalf of all of us. Thằng nào đó nó chậm cái cây diều đó. While I work diligently to secure materials so that we may reap. Do you think I couldn't take my talents elsewhere? It will not stand, knight. So I've heard. Do you think I could? Sao giống hai đứa nhóc quá vậy? All thinks you and me should grab a drink together. Sỉnh này nói cái giọng nhẹ nhàng. Kiss me. Kiss. More than anything, I just want to fire this by. I will. Nó không giúp mình. Chiều quá ngồi ngắm cảnh. I wonder,
How many of the settlements are out there now? Gah! We are once men. Oh no, if nobody can say I wasn't. Dân làng bây giờ rất là tuyệt vọng, nhìn cái cát mà nó ngập luôn cái dưới đó, không có một tí nước luôn. Đi vệ sinh không biết sao dội cầu nữa. Bây giờ phải nâng cái vũ khí mình lên bậc nữa, là kiếm một cát với 1.000 tiền. Bắt buộc phải đi vô trong này rồi. Hèn gì nó nhắc hoài, đừng quên đúc đát cái trang bị của bạn lên. Đó, hồi nãy đánh quái nó đúng châu luôn. Bây giờ một combo chết được nè. Chơi. Chưa gì tốn 2 cục máu rồi. Rồi đánh nó học máu mòn được có 50 đồng bạc. Hết máu luôn rồi. Hết máu rồi làm gì giờ? Ê, giật cái mình. Còn đúng một máu luôn sao không chơi? Nãy 2.000 của mình nó rớt ở đâu đây cũng mất luôn rồi nè. Chủ yếu là nhận được trang bị rồi được rồi. Con này bự quá à. Trời ơi, 60 đam. Game khó phết. Đúng là mấy con game mà ha.
Đồ đạc mình đã nâng chưa ta? Đang level 2 rồi, cũng được. Bây giờ khó cái là đi đâu kiếm cát nè. Này dạng dược phẩm tiêu thụ rồi. Lấy được mỗi cái nhẫn mà ngon. Mất sạch tiền ở trên trời. Ít ra cái vũ khí mình lên level 3 thì đánh nó dễ dàng hơn. Như nãy đánh con quái tinh anh trong đó là muốn lòi mắt rồi. Travel well, young knight to be. Ba cái nhẫn thì có 450 đồng. Come take a look. Surely some. Nãy biết gì mua đại cái quyển này vô rồi. My creaking back. Walk with Lysis, knight to be. Đánh không nổi, gà quá. Sao vậy? Hồi chiêu quá vậy? Hilson, he came to me for a different witch, the spitting of the oh, I owe you. If ever you'd like your fortune read as it's written by the petals on the wind, định chiêu quá ha. I'm just the fool to read it. Đây đâu đây? Oi, knight. I put the candles not in poor taste, what with the church and all. Because that's what you always do. And I don't think, I'm certain they did. After we put the doubt Lysis herself, in all her gleaming wisdom, that's why you saw it. Đốt nguyên cái nhà thờ luôn. Là sao 10 cuộn giấy mới mở được hay gì đó. Bây giờ nó hiện cái ống này mới chỉ có khoảng là gần 40% thôi. Ủa mấy cuộn giấy mình đâu có cho này. Phía dưới đó có cái chuông nữa kìa. Bên đây có nhốt còn gì nữa nè. Look here. So what do you want? Tiền này xuống là hẹo luôn á. Mình vừa làm cái gì vậy? You release the suspension ropes and send whatever they were holding crashing to the ground. Để chết luôn. Con đam kiểu gì mà mới có 3 mét. Chiến binh thì chặt chém khô lâu. Đáng lẽ trong hành thị thì nên cất luôn cái vũ khí chứ mà con đam đấy.
my creaking back. Young Knight, I thank you for stopping to speak with me. I wish we could have said, I'm afraid I'm not going to make much headway. The priest before me, Calder. I need something. Nhận đống web mà không đủ trình để làm. Vẫn chưa biết ai ăn cắp cái búa này, em hơi ghen đó. Oi oi, have you seen Orgy? Me? Fine, fine. Dân ở làng này chiêu phết đó chứ. Ủa, đi được luôn rồi đó hả? Đi đâu vậy? Đi này đi đâu? Rồi đi qua bên đảo. Đi đảo trước mặt đi. Bay luôn.